Phim ấy, em chỉ là diễn viên thôi mà, đúng không? Em đâu có phải là người làm phim đâu. Mà giờ mọi người cứ bảo phim Hương Giang ấy thì cũng buồn chút. Thì chẳng biết tâm sự với ai. Có gì đâu, với lại ủa mà là ai đó à, đúng rồi tốt nghiệp Thì đó, nhiều áp lực quá nè, sao tự dưng em phải gánh chịu chứ? nhưng mà cuối cùng rồi bữa gì doanh thu nó ổn em, Thì cũng được, nhưng mà ý nhưng là mà mình buồn với cái áp lực của mình nghe. anh thấy em làm tốt mà, anh thấy em diễn này kia làm mọi Thì thứ nếu tốt như mọi mà. người chỉ nói về chuyện diễn thì đâu có gì để nói, nhưng mà còn cứ bảo phim Hương Giang ấy, em đâu phải phim của em đâu. Chán quá, bây giờ làm sao ta, anh đi quay cái gì vậy? Anh nghĩ là do một số thứ, là chắc anh nghĩ là do là tại giờ em nổi tiếng đó, cho nên khi mà người ta PR người ta hay nhắc tên của em thôi, chứ không phải cái gì đâu. Những tưởng những lời tâm sự này của Hương Giang với Tuấn Trần chỉ là cái cớ để cô thực hiện thử thách cho nam diễn viên khi tham gia chương trình Gương Mặt Showbiz trên kênh iHeartTV. Thế nhưng mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn với Giang, Hương Giang đã có những chia sẻ nghiêm túc về vấn đề này. Cụ thể, trước những ý kiến chê bai bộ phim Sắc Đẹp Dối Trá quá mức, Hương Giang đã vô cùng bức xúc giải bày. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận những chỉ trích của khán giả nhắm thẳng vào bản thân cô là điều không công bằng. Sắc Đẹp Dối Trá là dự án phim đầu tiên mà Hương Giang tham gia với vai trò nữ chính. Bộ phim là câu chuyện về hành trình của một cô gái quyết tâm phẫu thuật chuyển giới để được sống một cuộc đời như mình mong muốn. Điều này có nét tương đồng với Hoa hậu chuyển giới quốc tế, vì vậy Hương Giang vẫn thừa nhận nữ chính là một phần của con người cô. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngay từ khi ra mắt, phim đã nhận được không ít chê bai từ phía khán giả về kịch bản, tình tiết, quay dựng hay cả diễn xuất. Trong đó, Hương Giang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thậm chí không ít người còn cho rằng Hương Giang chỉ nên dừng lại ở việc ca hát và tham gia show truyền hình.